Câu 18 cho các số thực AB thỏa mãn 2A cộng B cộng Y tất cả nhân Y bằng 1 cộng 2Y với Y là đơn vị ảo. Thì ở đây các bạn phải nhớ đây là bài toán liên quan về số phức. Thì các bạn phải nhớ số phức Z được ký hiệu bằng A cộng BY. A là phần thực, B là phần ảo, Y là đơn vị ảo. Và nhớ y bình bằng trừ 1. Được chưa ạ? Kiến thức thứ hai, kiến thức thứ nhất nè, kiến thức thứ hai các bạn cần nhớ đó là ví dụ như Z1 bằng A1 cộng B1Y, B1Y. Z2 bằng A2 cộng B2Y. Thì suy ra Z1 bằng Z2 thì tương đương phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Ok chưa? Vậy đề bài cho là 2A cộng B cộng Y tất cả nhân Y 1 cộng 2Y. Thì ở bên đây các bạn chưa phải là số phức cơ bản, các bạn phải phân phối vào để 2A cộng B Y cộng Y bình bằng 1 cộng 2Y. Y bình bằng trừ 1, vậy mình sẽ gom lại là 2A trừ 1 cộng BY. Đây là phần thật nè, đây là phần ảo nè, bằng 1 cộng 2Y. Đây là phần thật nè, đây là phần ảo nè. Vậy tương đương 2A trừ 1 bằng 1 và B bằng 2. Sau đó các bạn giải ra A bằng bao nhiêu ạ? A bằng 1 và B bằng 2. Và các bạn chọn đáp án.